siêu nhân, hợp thể, bánh thú Hello anh em, hello anh em nha. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh bác tô. À, anh em thấy mình đang làm gì không? Mình đang làm ninja, làm à, thích khách gì, làm các kiểu nói chung là dạng mình đang ở trên mấy nhà mình đột kích xuống á. Rồi thì à, ở trong cái à, tập trước đó, là mình lên được ranh. À, chị giờ quên luôn rồi. à ran xin ran xin là 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 trong một cái bộ anime thất tình <laughs> mình không có nhớ cái thất tình gì hết mà chỉ nhớ cái câu tội cái thằng vi ta này nó lướt lướt như bóng ma vậy thì thôi thì bỏ qua cái vụ ran xin đi cái câu nói nó nó kỳ quá rồi hiện tại anh em thấy mình đang ran gì không ran magi đó ran magi rồi mà magi á là một cái bộ gì anime mình có hỏi anh em mà xong giờ mình cũng quên nữa rồi uhm, thiệt là mình thì chỉ biết coi có hai bộ anime thôi, bởi vậy nên là khổ lắm à, thôi. thì magi này kêu là cái như nước tương magi đi, hiện tại mình đang ở cái ranh nước tương. đó thì ranh ranh nước tương này thì được gì nè, đó ranh nước tương này mình sẽ được uh, 10.000 yên trên một uh, phút, đó, mình cứ treo một phút là được 10.000 yên, ít hay lên là 20.000. đó thì uh, nếu mình có nhiều yên đó, thì mình sẽ mình mua mấy cái ít này được cao hơn, mình treo sẽ nhanh hơn thì có rất là nhiều anh em hỏi mình ờ tại sao anh cài nhanh thế này kia các kiểu á thì chủ yếu là do mình gọi là mình mình treo nhiều thôi mình online nhiều mình thức đêm nhiều với lại á là anh em phải cái gì anh em phải chịu để ý á cái lúc nào mà anh em sắp đủ sức mạnh để anh em lên ranh á thì anh em đừng có tiêu tiền mình phải để dành tiền làm sao mà cho đủ để mình lên ranh bởi vì mỗi lần lên ranh á là mình sẽ được treo trong thời gian một phút đó mình sẽ được nhiều tiền hơn và nhiều tiền á thì mình sẽ mua mấy cái phần ít đó sau anh em phải biết đầu tư tích lũy chứ không phải cứ xài tiền một cách vô tội dạ rồi mình không lên ranh được thì mình sẽ càng ngày càng bị chậm càng lại bị tụt phía sau đó nên là có rất là nhiều anh em thí dụ như vậy nè đơn giản vậy nè ví dụ như mình đang ở ranh xin đúng không thì yêu cầu 750 trăm năm ở thì ranh xin là mình sẽ được 2 k rưỡi yên trên một phút mà lên ranh magi này á thì mình sẽ được 10 k cái sự khác biệt rất là lớn luôn anh em thấy rõ ràng không nó khác biệt rất là lớn uhm, thì để lên theo anh magi á, mình phải tích đủ 1 triệu tám đó một triệu cho một triệu chẳng là triệu tám đi triệu tám yên đó nhưng mà anh em anh em cứ có tiền á cái anh em đem ít hết cái này lên xong cái đến khi á, mà mình đủ sức mạnh mỗi cái một tỷ á một tê một t á, thì 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 mình không có yên để nâng cấp cái thành ra là mình sẽ bị chậm ở cái khúc này nè các anh em phải tích tiền trở lại mà trong thời gian đó thì anh em chỉ treo mỗi phút đi được hai k rưỡi yên thôi đó nên anh em thấy không nhưng mà nếu mà mình lên được cái này sớm thì mỗi phút anh em được 10 k yên cái cái trên lệch nó gấp tới 4 lần anh em thấy cái gấp 4 lần nó ghê không đó cho nên là sau khi mình nâng này lên thì mình sẽ có nhiều tiền thì mình sẽ lên lại lên càng nhanh hơn đó nên phải phải biết chú ý cái khoản đó đó để mình 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 cài nhanh hơn ừ. rồi để coi ranh Akuma à, thôi được một phút được 45.000 yên nó khác biệt ghê luôn á khủng khiếp thiệt chứ rồi thì mình tính nói gì quên à thì hôm hôm, hôm cái tập trước á đó, đó là tập trước là để coi mình nói sao ta tại lúc nào tập trước mình quay lúc à, lúc trưa có thì mình quay lúc trưa bây giờ mình quay cho video này thì mình sẽ để dành ngày mai mình đăng thì ngày mai ủa mà không được à bây giờ ngày lúc mà anh em xem video này á là phải nói là hôm qua đó thì hôm qua thôi thì nó, nó hách não quá anh em ơi thôi được rồi thì lúc trưa á thì mình có đăng video á thì mình đánh cái con cái con cũ vị đó mà mình được mở chiêu thức nhưng mà mình không biết tại vì sao nó nằm tuốt dưới đây nè đó cái chiêu này nè Um, chiều nay chắc là chọi trái cầu ha, mình để mình thiết lập đại ra một phím nào đi Ủa? Ừ, triệu hồi trái cầu nhưng mà mình chả biết này chắc là nó nằm đâu anh em chỉ mình xài luôn mình chả thấy thiết lập phím nào đó um, triệu hồi trái cầu gì đó em biết, thôi thì uh, được rồi thì uh, trong lúc mình làm nhiệm... đây mình kể tiếp luôn trong lúc mình làm nhiệm vụ ông bang á uh, thì mình mở được cái mình, mình vừa mình sắp mình vừa mở được cái cái, cái biến lên thành titan đó mà tiếp theo đó, nếu mình làm xong mình sẽ mở được ghi 4 khá là ngon luôn mình uh, chưa biết ghi 4 như thế nào nhưng mà cái titan này để coi titan mình cài phím u đấy đó thì cái thời gian tác dụng titan thời gian tác dụng titan này nó chỉ có 30 giây thôi nhưng mà trong cái thời gian đó, đó thì mình sẽ được là à, để coi mình sẽ được uh... Uh, tăng đam ít gấp 4 lần với lại là uh, hình như là uh, đúng rồi mình tăng được uh, mình tăng được thủ 30 phần trăm giảm được 30 phần trăm giáp nè với lại tăng đam lực tay nha lực tay là đấm tay được gấp 4 lần uh, nhưng mà tồn tại 30 giây đó thấy hết rồi đó um, mình có thể lưng phiên uh, mình vừa hết titan này bật xe da lên mình thì vẫn thích xe da nhìn nó đẹp vải uh, còn còn haki thì xấu quá đó thì mình cái lưng khuya phiên mình nó mở là biến lên từ titan nhưng mà thấy titan biến lên nó dễ bị trúng chiêu hơn mà thủ nó tới ba thủ nó tới ba trăm mà Chứ là mình tăng lực tay đi 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 chắc là lực tay mình xài những cái chiêu của sờ trang á để chiêu sờ trang này chắc là như là đó gatlin uh, gatlin burst gì các chiêu này nè à, hầu hết là chắc hệ trang toàn là chiêu của 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 wanbi không anh em thấy không để coi tiếp cái gear 4 gear 4 này nó bị che rồi nó che nên mình cũng chả biết nó có tác dụng gì thôi mình cố gắng mình làm mình sẽ mở được thôi à, thật sự anh em thì hai ngày nay không có ngủ nhiều là rất là mệt làm video thì nhiều khi là <laughs> nó điên nó khùng anh em thông cảm ấy. nhưng mà chắc là ngày hôm nay mình sẽ được phép ngủ rồi tại vì mình cũng lên ranh magi rồi mình cũng bắt đầu là mệt quá cũng lười treo rồi anh em ơi là có thể là ranh akuma thì chắc hai một hai ngày nữa chắc mình lên được mình không biết là phải một hai ngày hay không mình cũng không có khẳng định nha rồi mình sẽ nói chung là mình sẽ cố gắng nhưng mà đêm nay chắc là không treo nữa rồi ờ à, à, cái đây ở à, đúng rồi mình mới có titan đúng không vô đánh boss cũ vĩ liền khoan. khoan 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 cái mình chưa cài chiêu hết. bây giờ mình thử nghiệm thôi chắc là mình đánh thì chắc không lại đâu hả anh em à ơi chưa có chưa có khoe hết lúc nãy mình lúc mà trưa anh em coi video á thì à, à, mình được quá ra điểm kim cương này đó mình quay hai lần quay được con tan zero con này tăng điểm kiếm nhưng mà mình thì mình thấy điểm kiếm cũng không phải là điểm chính với lại kiếm thì nó phụ thuộc nó là xài chiêu phải đổ qua kiếm nó hơi cực nên mình chả có thích nó cho lắm uhm, với lại mình quay được cái con cùi bắp mình bán luôn con tăng điểm speed gì á mình bán luôn rồi bây giờ nó là ngày hôm nay mình xài hết nhân phẩm rồi nên nó không có hên việc làm biết vậy mình đừng có quay để dành ngày mai mình quay à, à, bây giờ mình thiết lập chiêu bây giờ mình thử nghiệm coi sử dụng những chiêu bên uh, sờ trang mình đi đánh uh, củ vĩ ha uh, mấy cái chiêu kia nè ha kỳ mấy cái này uh. à, thôi ha kỳ thì đâu có cái gì đâu uh, chiêu bên đây nè Clear đi đi

mình review cho anh em chứ chứ mấy cái anh em mà kia thì mấy anh em thì mấy cái chiêu mấy cái, cái cái kia chắc anh em biết hết rồi mình cố gắng phải làm sau đó sẽ vượt qua mọi người để mình làm video nó còn có will mà để còn có tiền anh em xem video ráng nhớ like chia sẻ cho mình để mình có động lực mình làm tiếp nha mệt mấy bữa nay thực sự là mệt dữ lắm luôn rồi vô video hết biết nói gì ngáo lắm bây giờ mình ngáo lắm rồi à chiêu thức là e nằm đây à, đây mình sẽ cài theo thứ tự đi đó r nè À, ép nè bây giờ mình sẽ vô sử dụng có đúng là tăng lực tay theo cái kiểu này không rồi đi đánh củ vĩ thôi anh em củ quỷ hồ ly chùa chù 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 ôi chín mươi lăm giây nữa Ê, à, là phải chờ đèn đỏ rồi chán quải ừ. đánh xong con này mình cũng qua bên 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 kia mình mình mình, mình luyện anh em mình cũng không ở đây mà này mình gọi bên kia là cái gì thế giới thứ hai á mình gọi là nó là tân thế giới để cho dễ anh em còn cái bên cái thế giới thứ ba á, thì mình gọi nó là đại à, à, cái, ờ cái cái thế giới thứ hai gọi là đại hải trình cái thứ ba gọi là tân thế giới thì cho nó giống quanh bi cho nó dễ gọi ha, nghĩa là xong là trong cái này thì mình cũng qua bên uh, uh, đại hải trình mình luyện rồi còn uh, bây giờ quay video chắc là đây chắc là những cái video cuối ở đây á à mà chắc là lát ra mình có mấy cái mình hỏi thêm có nhiều cái mình đang còn rất là thắc mắc anh em nào ranh cao rồi giải thích giúp mình nha nhưng mà phải ra ngoài ấy, chứ ở trong đây thì không có không 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 có chỉ được không có nói được anh em giải thích để mình biết mình chơi luôn cho nhanh thì, <laughs> chứ bây giờ mình ngáo dữ lắm rồi cái đầu óc bây giờ nó, nó như thế nào khổ quá à, à. hệ lên còn 21 giây nữa thì là này là mình tính ra mình luyện lên uh, Magi trong vòng 2 ngày là xong ô oh, gì Akuma Akuma chắc là chắc hai ba ngày nữa mình mới lên được quá thì nó tới 100 t rồi chứ không phải ít rồi ra boss rồi à, đổi lên ô oh, phải tắt cái dạng này vậy phải... nó mới lên được uh, uh, ấy y trang nè đấm 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 nè đấm gắt Gun gân <laughs> ui mình đánh sắp lại hết sắp hết lại nó rồi Ui, 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 chạy 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 ui chờ à, hồi chiêu thôi anh em để tăng lực tay à. hình như có mấy bạn chỉ mình á là nếu mà mình, mình 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 mình, nhảy lên như nó đánh không trúng mình đúng không đấm gắt lên <laughs> đám, gì này này là mưa 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 mưa, mưa cái gì quên rồi Đây là bật xe da lên chạy bật xe da lên chạy đó bật xe da lên chạy thôi chờ hồi máu đó chứ mình đánh kiểu này sao đánh lại nó ta đúng không Đánh kiểu này sao đánh lại được Để Tiếp tục tele thôi À à đúng rồi sai chiêu đó đi Chờ 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 biến 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 thành cái kia Rồi chuẩn bị tắt 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 cái ấy tắt cái ấy <laughs> Mình ngáo luôn rồi Tắt tắt xe già rồi Bật tí lên Mày Gô mừng gô Thôi 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 Nó, nó bự quá rồi anh em ơi Mình đánh thì chắc là mình chết rồi Nên đây mình đây đó rồi mình chết rồi để coi à nói chung là mình đánh sắp lá cài nó chắc chắn là không đánh lại rồi bởi vì nó đánh theo phần trăm máu mà ừ, sử dụng những chiêu đứng từ xa rẻ thôi ai được bây giờ ra ngoài mình có cái muốn hỏi nè đây là cái chỗ mấy cái chỗ nhiệm vụ này nè anh em à đầu tiên á là nhiệm vụ ông ban đi ví dụ như á là bây giờ mình mình ở bên kia nè mình làm vụ của ông ban này mình phải về kia trả hay là mình sẽ mình trả ở ông rosi thì hiện tại là cái nhiệm vụ này nè là, là ban đó thì mình về trả ban Thì sao cái nhiệm vụ của ông Rossi bên kia có phải là tiếp tục nhiệm vụ của ông ban không nếu mình ví dụ mình vừa hoàn thành nhiệm vụ của ông ban mình qua kia nhận của ông Rossi thì mình tiếp tục làm bệnh luôn mà không làm của ông ban đúng không đó à, hay là mình phải làm full nhiệm vụ của ông ban ở đây mới được làm ông Rossi rồi cái thứ hai á, mình muốn hỏi đây nữa nè là cái chỗ này à, có mấy cái chỗ ở đây nè đâu rồi ta cái, uh, có mấy cái chỗ này nè cái chỗ này á ví dụ như mình làm vụ đây thì bên kia nó cũng có mấy cái chỗ nhiệm vụ như vậy nè thì uh, có phải là mình có thể trả làm tiếp hay trả bên kia không hay là phải về đây và mình hay là mình phải mát ở đây rồi mới làm được bên kia và mình unlock mấy cái này là cái gì tại vì mình thấy unlock nó tốn kim cương bây giờ mình chưa có dám Đấy, thì uh, <laughs> Đây thì uh, mình tại mình cũng chưa có tìm hiểu lắm tại mấy ngày hôm nay mình treo với lại mình mình buồn ngủ quá mình ngáo luôn mình hỏi cho nhanh, nhanh em ơi chứ chỗ đằng kia có cái nhiệm vụ giết 50 người á đó. đó thì đó chủ yếu là mấy cái mình muốn hỏi thôi mà mình đặt câu hỏi thì nó cũng rối loạn như là rối loạn tiền đình <laughs> thôi chắc là tốt nhất là thôi nhiêu đây thôi chứ à nè có cái nè cái 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 cái, cái, cái twitter này nè cái này mình like không like các kiểu á thì cái này mình làm sao hay là mình vẫn chưa hiểu phần này anh em cứ biết thì cứ giải thích giúp mình luôn đi chứ trời mình ngáo rồi rồi thì uh, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn cảm thấy sao về video này thì để, để lại bình luận bên dưới mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai like. xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha